Bất động sản Phan Hảo và Lê Văn Thảo. Mến chào quý cô chú anh chị cùng các nhà đầu tư. Hôm nay em đang có mặt tại khu tái định cư Seaway nha quý anh chị. Mặt tiền đường nhựa. Vỉa hè có khu dân cư kính nha. Đây là khu tái định cư nha quý anh chị, Seaway nha. Đó, phía bên kia là Long Hải nha quý anh chị. Long Hải Vinco phía bên kia. Phía trước mình là đường Nguyễn Tất Thành này. Đường Nguyễn Tất Thành phía trước mình đây. Cách 50m là tới đường Nguyễn Tất Thành rồi. Ở phía bên kia đường là biển Long Hải Vinco. Thì hôm nay em có sản phẩm là khu trong khu tái định cư này. Ở đây là đang lên nhà nha quý anh chị, đang lên nhà này. Trong này có xu có xây mấy căn này. Đó. Thì hôm nay em có sản phẩm là một lô đất. Ở đây thì tất cả là giá là trên 2,5 tỷ rồi nha quý anh chị. Nhưng mà hôm nay em có sản phẩm ngộp giá chỉ có là 2,25 tỷ thôi. Mà lô đất mình rất là đẹp nha quý anh chị, ngang 5m, sâu vô là 18m, full thổ cư nha. Giá chỉ có 2,25 tỷ thôi. Là mình đã có một lô đất mặt tiền đường nhựa vỉa hè, khu tái định cư ổn định nha quý anh chị. Đó, phía trước mình đường Nguyễn Tất Thành nè. Quý anh chị mà quan tâm lô đất này liên hệ cho em nha. Thì đối diện Long Hải thì em cũng không cần review nhiều nha quý anh chị, tại vì phía bên kia thì Long Hải Vinco rồi. Ra đây là Nguyễn Tất Thành. Rẽ phải thì đi về quý anh chị đi về Hồ Tràm, đi về Phước Khải, đi về Lộc An rồi các thứ nha quý anh chị. Còn còn rẽ phải, rẽ trái thì đi về hướng biển Phước Khải, Lộc An rồi nha quý anh chị. Còn rẽ phải thì về thành phố Bà Rịa, về thành phố Hồ Chí Minh. Quý anh chị quan tâm thì cứ liên hệ cho em nha. Khu dân cư đông đúc đây, thấy không? Phía trước mình là đường Nguyễn Tất Thành rồi. Thấy không? Ở vỉa hè đó. Đấy, ra trong khu dân cư kính đông đúc, view núi mà sát biển, đi ra biển tầm vài bước chân thôi là tới rồi. Rồi để em quay cái sổ cho quý chị xem nha. Đây, cái sổ mình đây cho quý chị, thửa đất số là 86 này, tờ bản đồ 161, địa chỉ là thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu, tổng diện tích là 90m², hình thức sử dụng riêng, mục đích sử dụng là 70 thổ cư, còn lại cái lô năm nha quý chị. Đây đường nhựa này, vỉa hè. Ngang 5, sâu 18, 70 thổ cư đây nha. Nói chung là đất của mình là khu tái định cư ổn định nha quý anh chị. Rồi cảm ơn quý anh chị đã xem hết video của quý anh chị, một like và đăng ký kênh quý anh chị.